Ơi, thấy có lấy bịch iPhone quay của em đấy không? Đâu kìa, 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 đó iPhone quay chị chà bá đó. Cái này của bọn PT, đồ của nó ai lấy, mình phải nó về hết rồi, mình phải tôn trọng ta chứ. Nó về hết rồi. Thế chứ thầy tập xong thầy uống gì? Thầy nhịn hát. Nhịn gì mà nhịn? Đi vòng vòng xuống dưới kiếm đi. Kiếm hết rồi không thấy? Đi kiếm đi, ở dưới kìa, thấy ở trong cái bình nước kìa. Thì có ta, nãy kiếm hết rồi mà. Ở dưới bình nước á, đi mở cửa đi vô. Hoài đấy, người ta bình đi hoài. Ở chỗ nào? Anh nhắm đi hoài. Ở dưới tông cái làm sao cái thùng nước á, dưới cầu thang á. Cầu thang hả? Dưới cầu thang á. Thấy. Ở dưới đây đi kiếm đi. Thấy đâu trời ơi, chỗ nào? Ở dưới cầu thang đó. Sao ta, thấy đâu? Thầy ra thầy kiếm bọn em. Có, ở dưới cầu thang đó mà. Cái gì kìa? Cái bịch. Dưới cầu thang ở dưới kìa. Dưới chân thầy là cái bịch gì đấy? Chứ là nước bịch gì? Thầy banh cái chân thầy ra em coi. Gì? Làm như là ngon lắm vậy đó, đứng ra coi. Gì mệt quá, nhìn gì cũng biết. À, thầy giấu cái ISO quay của em nha. Thầy nha, thầy chơi trò đấy là không có được nha. Cái gì? Thầy có biết là cái bịch này phải biết nó quan trọng với em như thế nào không? Mặc dù em biết là ISO quay là nó xịn sò thật, 100% quay ISO lát thật, nhưng mà thầy cũng phải tôn trọng đồ người khác chứ. Thầy có biết là em khó khăn lắm em mới xin Tamara tặng cho em bịch này không? Làm gì vậy trời, giấu cái gì mà giấu? Thầy làm gì? Thằng Hoài nãy nó đây có bịch nó pha uống thôi chứ có để ai biết gì đâu. Thầy làm gì làm phải để cho nhân viên nó tôn trọng một xíu chứ. Làm gì mà cái bịch quay của em mà thầy cứ để đây hai thầy cho uống nữa nó mới tôn trọng chứ giờ bỏ đói này nó tôn trọng được. Trời ơi mình bỏ thuộc cao của người ta tự nhiên. Rồi lại xu phải không? Lại xu của em phải không? Xu kiểm tra coi. Ủa? Uống thì mà thầy uống thì mà uống ghê vậy, như này thầy uống từ hồi nào rồi phải không? Mới uống có hai muỗng hồi nào gì sao thằng ghét rồi này? Ai biết? Hỏi đâu hoài nó uống không? Chán thì ghê lắm. Nó siết nó thì đó, ai biết cái nó uống đó. Cái bịch quay à, có bịch quay isolat để ta để dành, ta uống đợi quay về rồi ta người ta có, ta uống rồi uống hết người ta. Thì giờ không có quay uống limo đầy đó đi, trời em gái đâm căng gì. Thằng này uống vừa ngon vừa không gam đường, 25g đồ tin isolat. Biết thằng này em cưng cỡ nào không? Chán để ghê luôn á. Sao còn như nó uống đủ rồi, nhà bèm hoài mệt.